Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Cẩm Năng Sống. Khi mà những tiếng ve gọi hè, mùa hè bắt đầu cũng là thời gian mà rất nhiều quý vị phụ huynh cũng đang trăn trở là nên cho con em mình học cái gì bên cạnh chương trình học văn hóa, thì những kỹ năng mềm, kỹ năng sống là một trong những hành trang cực kỳ hữu ích để cho các em có thể vào đời và làm sao để có thể tự tin hơn đối với nghệ thuật. Những lớp học như là MC hoặc là học về người mẫu, về trình diễn cũng đã thu hút được rất là nhiều quý vị phụ huynh. Và trong Cẩm Năng Sống ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tự tin thả dáng cùng với một lớp học cực kỳ thú vị dành cho các em quý vị nha. Xin chào quý vị khán giả, mình là Đình Quyền. Và thưa quý vị, thời gian gần đây thì Quyền có nhận được rất là nhiều những cái phản hồi của quý phụ huynh, đó là con của mình là nhút nhát, kém tự tin và kém giao tiếp. Và đối với Quyền thì thay vì chúng ta gì nhỉ, than vãn là cái việc đó thì sao không tìm đến cho các con một cái môi trường mới? Bởi vì đối với Quyền thì trẻ em nhút nhát, kém tự tin là bởi vì do thiếu kỹ năng, chỉ đơn giản là như vậy. Và ngày hôm nay để giải quyết những cái băn khoăn của cho các phụ huynh thì Quyền có những cái giải pháp và những cái tip nho nhỏ. Và đó là gì thì hãy cùng theo chân Quyền đi ngay sau đây nhé. Cái lỗi mà mọi người có thể dễ dàng nhận ra nhất đó là hình thể. Các con do tác động của việc là dạo gần đây là đi học rất là nhiều, rồi là chơi game, là học bài, nhiều lúc phải mang rất là nhiều sách vở, nên là có các lỗi như là cù lưm, cong lưng hoặc là cổ rùa, là những cái vấn đề mà ai cũng có thể nhìn ra và giải pháp để mà giải quyết nó. Lúc đầu chúng ta có thể là đứng sát vào tường để mình có một cái điểm tựa cho nó chắc chắn, rồi sau đó các phụ huynh có thể đưa con là bước 1-2 bước đi ra. Thì mình sẽ có những cái bài tập cho các con, thứ nhất là tập về chân, thứ hai là tập đi trên một đường thẳng, tập cách để bàn chân như thế nào là một bàn chân đúng chuẩn. Đấy, bàn chân phải thẳng, không bị lệch, và mình giữ nguyên cái trục này, đầu thẳng, lưng thẳng, vai thẳng, chân thẳng. Khi mà chúng ta đứng được 5 cái điểm thẳng đó thì là chúng ta đã giải quyết tất cả các lỗi cổ rùa, lưng cong, vai cong. Sau khi chúng ta đã giúp các con có một cái dáng đứng thẳng thì cái việc mà tự tin tạo dáng chụp hình trước ống kính cũng rất là quan trọng. Và ngày hôm nay thì Quyền chia sẻ cho quý vị những cái tip, đó là tạo dáng cơ bản nhất để mà có thể áp dụng được tất cả, dù là đi chơi, đi học hay là đi du lịch. Đối với Quyền thì cái hông là quan trọng nhất, mình phải có được cái ứng chuyển. Những bài tập đơn giản đó là để hông sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới. Và khi mà giữ được 4 cái hông này thì mình có thể tạo được ít nhất là 8 tạo dáng cho các con. Với hai kỹ năng vừa rồi thì Quyền tin rằng các bé nhà quý vị có thể rằng là tự tin có một cái dáng đi đẹp, dáng đứng đẹp, tự tin để tạo dáng chụp hình. Nhưng mà ngoài ra thì còn rất nhiều những cái kỹ năng và những điều thú vị ở trong những cái bộ môn người mẫu mà chúng ta cần quan tâm. Thì Quyền nghĩ rằng là quý phụ huynh có thể là tham gia để cho các con trải nghiệm và tăng thêm sự tự tin cho con của mình. Chúc quý vị phụ huynh và các em nhỏ có một mùa hè đầy năng lượng và đầy sự tự tin. Kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.